Ngày 13 tháng 6, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trường đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại các điểm thi và làm việc với Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, cụm thi số 22 tại tỉnh Hòa Bình. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tỉnh Hòa Bình. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỉnh Hòa Bình có 37 điểm thi với 8.993 thí sinh, trong đó có 7.679 thí sinh Trung học phổ thông, 1.015 thí sinh giáo dục thường xuyên và 299 thí sinh tự do. Có 61,8% học sinh chỉ dùng kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đối với phương án in sao đề thi, tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với công an tỉnh tiến hành khảo sát và chọn địa điểm sao in đề thi, đảm bảo an toàn, biệt lập, được bảo vệ suốt thời gian sao in đề thi, có đầy đủ điều kiện về thông tin liên lạc, phương tiện bảo mật, phòng cháy chữa cháy. Ban in sao đề thi bắt đầu làm việc từ ngày 11 tháng 6 năm 2019. Về phương án bảo quản đề thi bài thi, hiện nay các đơn vị nơi đặt điểm thi hoàn thành chuẩn bị phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi, lắp đặt camera an ninh phục vụ công tác bảo quản đề thi bài thi đúng theo quy chế hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với công tác chấm thi, môn thi tự luận sẽ do giáo viên cấp trung học phổ thông tại địa phương phần chấm trách nhiệm do trường Đại học Hà Nội chủ trì. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã bố trí 412 cán bộ làm công tác coi thi và 112 cán bộ giám sát. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đã chỉ rõ một số điểm tỉnh Hòa Bình cần lưu ý trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia như phòng chống việc thí sinh sử dụng các thiết bị công nghệ cao, phải có phương án dự phòng hỗ trợ thí sinh nếu có thiên tai xảy ra. Đối với cán bộ tham gia làm nhiệm vụ phải nghiêm túc thực hiện các quy định, cần đảm bảo các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh trật tự tại các điểm thi và các khu vực in sao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự chuẩn bị của địa phương trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, đồng thời nhấn mạnh rút kinh nghiệm sâu sắc từ những sai phạm trong kỳ thi năm 2018, tỉnh Hòa Bình cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với những trường có công trình xây dựng cần phải dừng trước 5 ngày làm vệ sinh công nghiệp để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, tăng cường lực lượng cán bộ giám sát tại các điểm thi, bên cạnh đó cần quán triệt cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế không để xảy ra sai sót đảm bảo an ninh tại các điểm thi có phương án kiểm tra an ninh an toàn tại điểm in sao đề thi có phương án dự phòng cung cấp điện an toàn xuyên suốt đồng thời địa phương cần lưu ý đến việc thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra trực đêm vấn đề an toàn thực phẩm các phương án về y tế vận chuyển đề thi và bài thi